Những điều giúp bạn tăng cường khả năng viết content. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này, Tân sẽ chia sẻ cho các bạn những lưu ý giúp cho bạn có thể viết content được tốt hơn, trở thành một chuyên gia content hàng đầu, cũng như là có rất nhiều cái ý tưởng, khả năng trau dồi về content nó sẽ nâng cao. Và việc mà có thể hiểu được những điều này sẽ giúp cho bạn có những cái bước tiến xa hơn và cao hơn trong tương lai trong cái lĩnh vực content marketing. Nếu giá trị video clip thấy hay thì đừng quên like video cũng như là bấm subscribe lên cái kênh để ủng hộ cho Tân nhé các bạn. Ok, bây giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào cái nội dung chi tiết của video này. Rồi, đầu tiên thì chúng ta phải biết cách là đọc rộng, biết nhiều và hiểu sâu. Khi đọc rộng, biết nhiều và hiểu sâu thì chúng ta mới có đủ kiến thức, đủ cái sự mà hiểu biết để có thể phân tích ra nhiều cái góc cạnh, ngóc ngách cũng như là nhiều cái chiều hướng, nhiều cái quan điểm, nhiều cái góc nhìn, góc khuất khác nhau của vấn đề. Thì từ đó cái nội dung của content nó mới có cái tính đa dạng và có cái tính mà sâu sắc với người đọc. Chứ không phải là đọc một cái nội dung mà phớt lờ, một cái nội dung mà chỉ nằm ở cái bề nổi mà thôi. Thứ hai đó là quan tâm đến cấu trúc bài viết. Cấu trúc bài viết là gồm cái phần mở bài, phần thân bài, phần kết bài. Rồi bên trong phần thân bài nó có những mục nào, mục nào, mục nào. Mà chia từng mục đó theo cái lộ trình là thứ nhất là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì. Thì nó phải có một cái cấu trúc mà rõ ràng như vậy để dẫn dắt người đọc có thể là hiểu những gì mà bạn đang viết. Chứ không phải là bạn viết theo cảm xúc, bạn viết cách lan man, bạn viết lúc là như thế này, lúc là như thế khác. Cái phần này thì lại bỏ lên trên mà cái phần kia lại bỏ xuống dưới. Thì nó sẽ không có một cái sự liền mạch và người đọc rất là khó hiểu. Bởi vậy nên cần cái cấu trúc trong bài viết là như vậy. Thứ ba là nghiên cứu từ khóa. Việc nghiên cứu từ khóa là việc cực kỳ cần thiết trong cái vấn đề làm marketing online, đặc biệt là cách viết bài, viết content và ứng dụng cái việc mà viết content đó vào cái kỹ thuật SEO thì rất cần về vấn đề về từ khóa. Những từ khóa nào mà khách hàng quan tâm tìm kiếm, tìm hiểu, đọc thì các bạn hãy tập trung vào những từ khóa đó. Nhưng phải liên quan tới ngành nghề của các bạn ha, chứ không phải là cái từ khóa nào bạn cũng sử dụng. Và bạn sẽ dựa trên cái từ khóa đó, bạn tìm kiếm những cái nội dung có sự liên quan và có giá trị trao tới cho khách hàng, có cái sự hiểu biết mà có cái sự mà nắm bắt đối với những cái từ khóa mà bạn muốn truyền tải. Thì bạn hãy xây dựng những cái content, những cái nội dung xoay quanh từ khóa đó và chia sẻ đến với khách hàng tiềm năng của các bạn. Thứ tư đó là nghiên cứu độc giả. Dĩ nhiên rồi, bạn phải nắm được người đọc, giống như bạn đi kinh doanh, bạn hiểu được insight khách hàng. Khi hiểu được insight khách hàng, bạn mới biết được là họ đang mong muốn gì, họ cần gì và họ quan tâm tới điều gì. Thì độc giả cũng vậy, cái người độc giả của các bạn, những người đang đọc những cái bài viết của các bạn, họ là như thế nào và họ quan tâm tới những cái điều gì, những nội dung gì, những thể loại từ khóa gì. Thì bạn phải tập trung vào những cái thể loại đó để bạn truyền tải được cho họ một cách mà sâu sắc và đúng trọng tâm nhất. Chứ không phải là bạn truyền tải theo cái ý của các bạn ha, hay theo cái quan điểm chủ quan cá nhân của các bạn mà nó sẽ đi chệch hướng và nó sẽ không nhắm đúng mục tiêu. Bởi vì vậy nên là việc bạn phải hiểu được cái người đọc giả, nghiên cứu đọc giả một cách sâu sắc là điều thật sự cần thiết. Rồi, thứ năm là kể câu chuyện. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe, đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Việc kể chuyện là việc rất cần thiết trong content. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều người rất thích nghe kể chuyện. Nghe kể chuyện thì nó sẽ thú vị hơn là đọc một cái bài viết liên quan tới kiến thức. Một bài viết liên quan tới kể chuyện thì họ sẽ bị cuốn theo. Cái câu chuyện đó nó sẽ diễn biến như thế nào, nó có những tình tiết ra sao, nhân vật trong đó là gì, nó có những cái điều gì, những góc khuất gì, gợi mở gì, những cái tình huống gì có thể xảy ra, sự kiện gì đó các kiểu. Thì những cái đó là những cái sức cuốn của câu chuyện. Và trong những câu chuyện bạn kể thì bạn sẽ lồng ghép những cái giá trị, những cái thông tin, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái điều mà các bạn mong muốn đưa tới khách hàng thông qua những câu chuyện đó. Thì hãy là lồng ghép cách khéo léo vào câu chuyện. Thứ sáu là hoàn thành bản thảo trước khi chỉnh sửa.
Vì rất nhiều người có thói quen là làm tới đâu sửa tới đó, thì cái điều này là cái điều không hay nha các bạn. Bạn phải hoàn thành xong hết bản thảo đi đã, rồi sau đó thì bạn mới quay trở lại, bạn đọc lại và bạn chỉnh sửa lại từng bước từng bước từng bước, thì nó mới ra cái kết cục như mong muốn ha. Cái bạn làm mới nửa chừng hay là bạn làm tới một phần mà bạn đang ngồi đi sửa sửa cấu trúc, rồi sửa chính tả, rồi sửa bố cục, rồi tùm lum, thì nó sẽ không hay ha. Bạn phải làm ra một cái gì đó giống như làm ra một cái file thô vậy á, rồi sau đó bạn chỉnh sửa trên cái file thô đó, chỉnh sửa chi tiết trên file thô đó, thì nó mới ra một cái file hoàn hảo. Còn bạn chưa có ra file thô mà bạn giống như bạn làm một cái tượng vậy á, bạn thấy những người nghệ nhân, những người nghệ nhân người ta mà điêu khắc ra một cái tượng á, thì người ta phải điêu khắc ra một cái hình dáng của cái tượng rồi sau đó mới đục đẽo vô bên trong, chứ không ai mà điêu khắc một cái tượng mà họ điêu khắc ra một cái đầu tượng rất là chi tiết, mắt mũi miệng này cái kiểu rồi mới là điêu khắc xuống tay chân, không ai làm như vậy hết. Thì bài viết cũng như vậy ha, bạn phải làm sao hoàn thành cái bản thảo trước rồi khi đó mới đi tới cái việc chỉnh sửa chi tiết sau. Tiếp nữa là càng ngắn thì càng tốt. Dĩ nhiên là đừng ngắn quá ha. Ngắn ở đây có nghĩa là nên nên nha, nên là từ 500 từ trở lên. Ít nhất là 500 từ trở lên, chứ đừng có ngắn quá. Ngắn quá thì nó không có đủ cái giá trị để truyền tải cho khách hàng đâu. Nhiều khi bạn chỉ cần viết cái mở bài, cái thân bài và bây dòng cái kết bài, cái tự nhiên là hết hết thời gian, hết cái số lượng chữ rồi. Thì phải từ năm, ít nhất phải từ 500 từ trở lên. Còn cái việc mà tại sao càng ngắn càng tốt á, bởi vì cái con người ta hiện nay á, cái xu hướng á là rất là lười biếng và họ rất là lười đọc những cái gì mà nó dài, nên là họ sẽ có xu hướng đọc bài viết nhưng mà đọc theo cái kiểu là ngắn, tinh gọn, xúc tích mà thôi. Bởi vì bạn thấy những cái nền tảng video ngắn như là TikTok, Short, Reel rất là phát triển. Bởi vì sao? Bởi vì cái thời gian mà họ tiếp cận với video rất là ngắn, chỉ trong tầm khoảng 1 phút thôi, khoảng 1 phút hoặc vài chục giây mà thôi, nhưng mà họ hiểu được cái video đang truyền tải cái gì, mặc dù có thể hiểu sai hoặc hiểu chưa hết hoặc hiểu chưa đúng luôn, nhưng mà họ thích điều đó. Thì đó là một cái hành vi xu hướng của người dùng marketing hiện nay rồi, nên là bạn phải hiểu được cái hành vi đó, cái xu hướng đó, cái suy nghĩ đó của họ, thì bạn sẽ đánh vào cái việc thay đổi như thế nào để phù hợp mà thôi. Nên là cái nội dung á, thì ngắn thì sẽ tốt hơn, nhưng mà đừng ngắn quá. Thứ 8 đó là đọc lại toàn bộ trước khi đăng. Điều này là điều cần thiết để bạn coi có bị đúng, bị sai chính tả hay không, và đúng với cái hướng đi của bạn hay không, với cái mục tiêu mà bạn muốn viết từ ban đầu hay không. Thì việc đọc lại như vậy giống như việc chúng ta overview ha, chúng ta overview tổng quan lại hết tất cả mọi thứ ở trước khi mà chúng ta bấm đăng. Bởi vì sau khi các bạn bấm đăng, bạn chỉnh sửa lại thì nó sẽ không hay, nó đã không hay rồi mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượt read, lượt tiếp cận của người đọc đối với bài viết của bạn. Tiếp nữa là đối phó với những người đọc lướt. Bạn phải nghĩ ra những cái phương án làm sao để đối phó với những người đọc lướt, thì bạn phải nhét những cái thông tin mà quan trọng ở gần cuối bài hoặc cuối bài để họ phải đọc hết cái giá trị mà bạn trao đi, toàn bộ nội dung mà bạn muốn viết, thì họ mới hiểu được cái mà họ đang cần, chứ không phải là chưa gì mà bay vô là nắm được những cái gì mà bạn muốn viết rồi thì họ sẽ lướt lướt rất là nhanh và họ sẽ không đọc vào chi tiết đâu. Và cuối cùng cái mà Tân muốn nói là mài dũa ngoài bút mỗi ngày. Việc rèn luyện luôn giúp chúng ta có thể là giỏi hơn, đặc biệt là trong việc mà viết lách, trong việc mà làm content marketing. Việc mà bạn hàng ngày bạn viết content, bạn làm marketing thì sẽ giúp cho bạn có được rất nhiều cái khả năng tốt hơn, có nhiều cái ý tưởng cũng như là cái tốc độ viết bài nó cũng hay hơn. Thì dĩ nhiên tất cả mọi thứ trên đời này đều phải được luyện tập cả thì bạn mới có thể giỏi được ha. Thì trên đây là những điều mà Tân vừa chia sẻ cho các bạn, cái cách tăng cường cái khả năng viết content. Và nếu bạn thực hiện hết tất cả những điều này và làm tốt tất cả những điều này thì Tân tin chắc khả năng viết content của bạn sẽ tăng lên theo thời gian mà thôi. Và content là một cái mảng mà rất là lớn và rất là khó với marketing, và cũng phụ thuộc với từng người có năng khiếu hay không nữa, chứ không phải là ai cũng viết content giỏi cả, nên là bạn cần phải hiểu được điều này.
Mặc dù vậy thì để mà phát triển được content thì chỉ cần luyện tập thì không không có thể là không nhanh, có thể là không nhanh và không nổi trội hơn so với những người mà có cái tố chất thiên bẩm, có cái khả năng viết lách từ trước, nhưng mà bạn vẫn đủ sức chinh chiến, đủ sức mà viết bài, đủ sức có thể là đưa được cái thông tin nội dung đối với khách hàng, đến với những người quan tâm của bạn một cách mà dễ dàng và sâu sắc. Thì nếu giá trị video clip này hay thì đừng quên bấm like video cũng như là subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video chia sẻ khác của Tân về marketing online và kinh doanh online ở trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Cùng với đó, bạn có cảm nhận như thế nào về giá trị video này mang lại thì hãy để lại cái ý kiến của bạn bên dưới phần comment để Tân được biết, hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới cái phần tăng cường khả năng mà viết content này thì bạn hãy đặt câu hỏi và để bên dưới cái phần comment. Tân sẽ tổng hợp những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất và xây dựng những video liên quan để hỗ trợ cho các bạn nhằm giúp các bạn làm marketing online được tốt hơn. Video đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.